Thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đã tiếp thân mật đoàn đại biểu cấp cao Thành ủy La Habana, Cuba do đồng chí Luis Antonio Torres Iriba, Bí thư thứ nhất Thành ủy La Habana, Đảng Cộng sản Cuba làm trưởng đoàn, nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của đoàn đại biểu cấp cao Thành ủy La Habana, bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm của đoàn sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng cũng như giữa hai thủ đô Hà Nội và La Habana. Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao những kết quả tích cực trong quan hệ hợp tác giữa Thành ủy Hà Nội và Thành ủy La Habana, đề nghị hai thành ủy phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo các sở ngành hai bên cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động, thực hiện tốt thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2028 vừa mới ký kết, nhất là các lĩnh vực hai thành phố có thế mạnh và tiềm năng như nông nghiệp, xây dựng và quy hoạch đô thị, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển du lịch, quản lý công nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài, chuyển đổi số. Đồng chí Luis Antonio Torres Iriba bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển quan hệ giữa thủ đô La Habana và thủ đô Hà Nội, cũng như tình đoàn kết và sự ủng hộ thiết thực dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba nói chung, nhân dân thủ đô La Habana nói riêng. Tin tưởng sâu sắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, đưa đất nước Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh.